Ngày mai là ngày 8 tháng 3 hả ta? Thôi để mình chạy qua mình mua món quà vậy tặng bà. Chắc bà thích lắm. Bà mới múc bà hỏi la quýnh mình nhiều. Đi mua quà thôi. Mày nhỏ để băng nha. Bất ngờ cho bà. Gì vậy? Sáng ngày đi đâu mất tiêu vậy? Về ơi, cái thùng gì về vậy? Bà không biết ngày nay ngày gì hả? Ngày biết, sáng ngày lo vô biết không à. Có nhớ ngày gì đâu nói. Ngày là ngày 8 tháng 3. Tặng quà cho bà nè. Cái gì? Cho bông hồng luôn nè. Trời ơi, nghe nói quà cái không ăn bánh nữa. Trời ơi, mai ông mà tặng quà cho tôi. Chắc tôi có mua. Chắc này bảo luôn á. Năm rồi ta cũng có tặng mà tặng quà nhỏ, năm nay ta tặng quà nè. Đó, đã chưa? Nặng dữ nha. Nó có quà cho tôi sao hả? Hết giấy bên đây có không kia không? Thông cảm đi. Thông cảm đi, hết giấy quá. Mới đầu tiên là tôi thấy nghi nghi rồi đó nha. Trời ơi, quà là cảm bảo em là thích liền. Ok, có quà cũng được nè. Khui luôn hả? Khui đi. Kể, mình tặng rồi mình cho khui mà. Này cái không gian này chắc tôi làm dây chuyền luôn quá, dài dữ vậy chồng. Trời ơi, tôi đi kiếm muốn chết mới có được thùng dài đấy. Cái thùng này đâu phải đơn giản, có cái nơi dài vậy đâu. Anh cho tôi ăn thấy khui rồi mới có tâm rồi chứ. Ồ, cái băng tay anh thấy cũng dị ứng. Trời ơi, bề ngoài là hình thức thôi, quan trọng là biết đâu. Mua nổi món quà là không dám gói được cái món quà cho nó ngon. Hết rồi. Cái hộp này thấy cũng mất dị ứng với ông quà rồi đó nha. Trời ơi, đồ nhiều mà, thông cảm. Hai làm đầu tiên món quà bự dữ ha. Trời ơi, nguyên một thùng luôn thấy không? Rồi để nó đi, ngon quá. Ồ, bự dữ vậy. Trời ơi, cái gì bự dữ vậy? Quà cáp không? Món quà. Người ta nói đi. Gì nè, cái bự á, nó không có chất lượng. Tôi lấy cái nhỏ đi mấy đứa, cái nhỏ chất lượng hơn. Thấy nhẹ nhẹ vậy chứ chất lượng nè. Gì đây? Trời, tôi có kỹ lắm á. Ôi, cái 80 lớn luôn đây. Gì vậy? Hết nhóm mũi. Gì vậy? Thì khui hết đi rồi nó có ý nghĩa của nó là tội còn nhiều quà mà, ta tặng nhiều quà mà. Tôi thấy đây, không ham rồi đó. Đây cầm ra nè. Thấy không ham rồi đó nha. Ham đi từ từ con nhiều quà mà nè, thấy không? À. Trời hợp quá. Nhiều quà. Bớt đi. Là bánh gì ta? Bùa nhùi rửa chén, tạo đất coi hàng hiệu luôn, thấy không hả? Máu nó lên rồi đó nha, máu nó lên rồi đó nha. Tôi nói đây, nói cho nghe. Trời ơi, nghe 8 tháng 3 thấy không? Còn những hoài càng sau nó còn giá trị nữa. Này là nhỏ thôi. Lẽ ổng đầu tiên ổng đưa mấy cái đó vậy ta? Cái sao ngon hơn? Thì thế nào cũng có cái có chất lượng chứ, lẽ là đồ dởm không? Thôi đi mà. Hồi hộp á, vui quà là hồi hộp. Thì đó giờ không có tặng đâu. Gì vậy? Gì sôi quá vậy? Đúng. Mùi giống mùi sao bông quá hả? Trời ơi, cái nước rửa chén. Mỗi cùng này cũng thiệt mình chứ hả? Vui đi đó, rồi bắt đầu mình nói ý nghĩa đàng hoàng chứ bộ. Ngày 8 tháng 3 mình có ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ. Tôi tặng đồ đàng hoàng, nói cái này mới có ý nghĩa dữ nữa nè. Cái này là giúp con người ta là sống mà thoải mái luôn nè. Vậy hả? Còn cái này là cái phụ thôi, cái này cái phụ thôi đó. Đương nhiên mình thấy tôi nhân mũi nè, rồi xong đi rồi tôi nói ý nghĩa cái cho hợp nhân mũi nè. Bùi nhùi nè. Chai nước rửa chén nè. Ta thấy cái mồi không ổn hay gì vậy? Trời ơi, trời. Cái này là bột ngọt nè, nước tương nè, bột nêm nè, nước mắm nè. Nguyên cái nóng quà của ông luôn nè. Ờ, tôi tặng ý nghĩa vậy thôi chứ qua bển trời ơi người ta gì. Ý nghĩa gì em nói tôi nghe thử đi. Nè. Thấy mà mỗi lần tôi đi nhậu về á, ban đêm chén bát là nhậu chén bát á. Bà rửa cái bùi nhùi nó dơ rồi thành ra nó ăn da tay. Đó, mình mua bùi nhùi mới nè. Đó, nước rửa chén luôn nè. Mà ban đêm thì có mũi nè, đốt nhang mũi ngồi rửa chén nè, nó đâu có đập đâu, thấy mà đập bạch hoài, thấy không? Tôi lo kỹ ghê chưa? Đó, ở đây nè. Còn này á,
Ngày phụ nữ là gì? Phụ nữ là phải nội trợ, nội trợ mà mua những cái hàng là chất lượng nè. Đó, ngày mà nêm nếm ngon lành đồ cho tôi đi nhậu đồ, nhậu với bạn bè mà khen nó tụi vợ mày nấu ăn ngon này kia. Thấy không? Tặng gì đó ông tặng mình ông đi, đi kiếm chỗ khác ông tặng đi. Giờ này bà làm gì ngồi đó? Cơm nước gì chưa? Rửa chén giặt đồ chưa? Rồi bữa nay tôi làm đàn ông một bữa nè, cho bà biết. Nay tôi không làm gì hết, nay tôi bắt bà làm phải rửa chén nè, giặt đồ nè. Làm đồ nhậu trưa nay có chưa có khách nhậu? Không hả? Không nè, cho bà biết không hả? Nãy quýnh bà luôn. Ông làm gì sáng ngày đứng đó lấy tấm hình tôi ra làm gì vậy? Cơm nước nhà cửa gì rồi xong chưa? Rồi, cơm nước tôi nấu rồi. Ông ăn rồi ở đó mà liệu hồn với tôi nha. Hơi khơi khơi mà hư cái tâm hình ông chết với tôi đó. Yếu tim luôn tại. Yếu tim luôn tại. Ơi quá. Bà không nghe câu chuyện. Chứ bà mà nghe câu chuyện chắc bà cào đầu luôn quá. Thôi đi dọn cơm cho bà đi. Bà hồi cái bà quay lại cái câu chuyện này cái mệt với bà. Ăn tối ngày nằm cầm coi điện thoại, không qua học hỏi anh ba bệnh. Sáng sớm ta tập thể dục rồi ta hít đất ngày cả trăm cái hả? Thân thể sáu múi rồi làm ăn đồ mới có tiền vô chứ. Nằm coi điện thoại rồi ông thì tôi thấy có múi một à. Bà đó mà phân biệt. Cái anh ba bệnh anh tập thể dục giấc sáng là xưa rồi. Trời đất ơi, nửa đêm kìa người ta tập thể dục á mới là hay. Chỉ là 6 múi hả? Ôi 6 múi rồi tập ban ngày chứ ban đêm người ta tập gom lại một múi nè, còn múi tà bá luôn, cái múi này nó bị gì hơn 6 múi gặp lại. Ông tập ban đêm hồi nào tôi không thấy. Lúc đó bà nhắm mắt bà phê kìa. Bà nhắm mắt bà phê kìa. Bà đâu có thấy tôi hít như thế nào đâu. Tôi hít gần cả 200 cái, chứ không 100 cái là tôi. Thôi, vô lo phụ cơm nước rồi kìa. Ăn ở đó nói xàm hả? Nói đúng ý bà rồi, bà yên ghê. Hồi vô phụ bả chứ tối nay bà không cho hết cách. Tối nay tôi hít bà đồng cái. Sao ông sạn đồ đang đi nè thì nằm đó làm gì hoài trời. Chứ không đi quá bà. Giờ ra gặp toàn là bạn thân không. Mà không nhậu rồi có kỳ. Nhậu thì tự nhiên chạy về cái gặp giao thông nữa, thổ đồ còn rồi nữa, ngán quá. Nói sao được. Người ta mới đi mình đây mà không đi lại kỳ lắm. Giờ tôi có cách này ha. Tôi với ông chơi sình sành đi. Ai thắng thì nhậu, ai thua trở về. Trời ơi, tôi đi nó khổ vậy hả trời. Chơi đi. Đó giờ tôi phải ăn bà đâu. Bữa nay lỡ, bữa nay ông hên sao. Ê, chơi, chơi. Ngày ba. Gì vậy vậy đấy? Vậy bữa nay, bữa nay chở tôi đi nhậu. Rồi đi nè. Hên quá. Tự nhiên bả teo cái kiến này bắt cái sâu cái gì á. Đằng sau lưng tôi mới thấy bả ra được cái kéo. Tôi mới ra cái lọt tôi ăn đó chứ không thế nào mà ăn được bả. Gan hả? Trời có coi bữa nay ông gan trời ông rồi. Bữa nay ông chở tôi đi nhậu.